rồi thật phai. Và thế là kết thúc đi cuộc tình đôi ta. Em nói rằng mình không còn hợp nhau nữa anh à. Tận đây lòng níu kéo em xin đừng rời đi. Câu hỏi cuối cùng thanh xuân trong em anh là gì? Hãy tự yêu và thương khó quá. Yêu đậm sâu rồi em cũng xa. Thương để rồi lòng đau xót xa. Khi tình ta giờ chia hai ngả. Biết là trong lòng đau thế mà. Biết là anh chẳng còn thiết tha. Người từng là tất cả giờ xét nhau như kẻ xa lạ. Bao khổ đau này anh giữ lấy. Cho dù em giờ đã đổi thay, mà em nào có ai lại đắm say vui bên người ấy. Để mình anh quên yêu chốn này, chốn nỗi đau cùng trời xa. Thank you.
Sau
We'll be right back.
lạnh cầm mơ nơi chốn khuê phòng mà tàn nắn gói lòng trần gian có biết đêm giờ cuộc sống bao người mơ. Người đó yêu anh sẽ
Anh cứ yêu thầm em không dám nói. Anh cứ nghĩ rằng lặng thinh
Bye.
nay cha mẹ đang đứng chúng ta. Cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha? Giờ đứng đau cho nàng niềm ta đành nhận do chính ta. Không biết thân phận kiếm phú giám mới đành hoa. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ đang đắng đánh con. Chọn tướng công cho nàng nào kia đắng son. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao gắng hồng. Nước mắt thân hồng có ai đứng đau gì đâu. Bàn tay đang rơi.
còn giữ anh trong vòng tay của em được không? Một mai rời xa sẽ không lưu luyến, chỉ cần ở hiện tại, hai ta sẽ lắng nghe nhau nhiều hơn. Em sẽ cố giữ anh thật chặt, dù phải vượt gió băng qua. Cho em con thương.
rồi kể hết cho tôi nghe. Hãy không
Trong tay của người ấy
lại kết thúc rồi hai người hai nỗi. Tại sao câu trả lời chỉ khiến tình